Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em lại tiếp tục quay trở lại với kênh YouTube của Đạt. Rồi, nhìn Fortuner đời này mà anh em thấy có cái khe hút gió ở trên nắp capo thì chắc chắn anh em biết phiên bản gì rồi đúng không ạ? Toyota Fortuner máy dầu số sàn. Và cái form này là form 2015 và chiếc xe này được sản xuất vào cuối năm 2015, cho nên em thấy cái mâm xe nó đã là sơn màu khói màu đen và cái đèn sương mù ở phía dưới này đã được trang bị cái viền mạ chrome rồi nhé anh em. Chiếc xe này đứng tên cá nhân, biển số tỉnh và gốc Sài Gòn nhé anh em, cho nên là anh em nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì khi mà mua xe này thì không có lo cái vấn đề mà cái phí biển số 20 triệu này nhé anh em. Và chiếc xe này là một chiếc xe đạt dám tin chắc là đang là đẹp nhất thị trường. Xe thì chắc chắn rồi, không có kinh doanh dịch vụ ngày nào cả. Rồi, xin mời anh em cùng đi theo dõi clip với Đạt nhé. Bây giờ mình sẽ đi một vòng để anh em có thể nhìn ngắm về chiếc xe này nha. Thì khi mà cái nhìn đầu tiên đập vào mắt anh em, đó là chính chiếc xe này rất liền lạc, nước sơn rất bóng, rất đẹp. Thì chắc chắn rồi, trong quá khứ thì đối với cái xe đời 2015 thì nó cũng có sơn tỉa dặm tút một vài chỗ, nhưng cam kết với anh em là xe đẹp nha. Keo chỉ thì zin 100%, không có cấn đụng ngập nước gì ở đây cả. Đó, và chiếc xe này nha, chủ xe đã gắn rất nhiều đồ chơi từ trong ra ngoài. Ví dụ như anh em thấy ở đây là có viền đèn rồi đúng không ạ? Rồi ví dụ như ở đây thì mình có cái gương chiếu hậu cũng được ốp cái mạ chrome luôn. Rồi ở dưới đây có nẹp hông xe này, chén tay cửa này, viền chân kính này, thậm chí cái che mưa này cũng là loại xịn, loại có mạ chrome luôn. Cho nên khi mà nhìn tổng quan một chiếc xe này, anh em sẽ nhìn thấy nó sáng, nó đẹp. Đó, kể cả ví dụ như cái phần nắp dầu đây cũng mạ chrome. Rồi viền đen trước sau, rồi cả cái ốp ở phía đằng sau cốp này cũng là ốp chrome xịn luôn. Để anh em có thể thấy là cái mức độ giữ gìn và cái mức độ chịu chơi của người chủ cũ đối với cái xe này như thế nào. Chắc chắn là xe gia đình ha, xe dịch vụ thì tiền đâu mà chi tiền cho những cái món đồ chơi như thế này. À, xe này bên Đạt đang rao bán với một cái mức giá rất là hợp túi tiền của nhiều anh em. Những anh em mong muốn sở hữu một chiếc xe chất lượng, một chiếc xe đẹp để có thể vừa kinh doanh vừa có thể đi gia đình ha. Xe này những anh em mà tỉnh đi gia đình thì tuyệt vời rồi ha. Và chiếc xe này bên Đạt đang rao bán với giá là 692 triệu nha. Thì thông tin chi tiết anh em điện cho Đạt, số điện thoại của Đạt là 0901 22 66 69. Và bây giờ Đạt sẽ cùng với anh em đi soi chi tiết và kiểm tra cấn độ ngập nước đối với chiếc Toyota Fortuner 2015 phiên bản máy dầu này nha. Rồi anh em thấy không, đó tiếng đóng cửa nha. Rồi tiếng mở capo giật lên rất là đã anh em ha. Xe này đẹp lắm. Đây, xin mời anh em cùng Đạt kiểm tra nhé. Thì đầu tiên thì xin mời anh em kiểm tra ốc capo nha. Ốc capo thứ nhất, ốc capo thứ hai. Và xin anh mời anh em kiểm tra keo chỉ nha. Keo chỉ là cam kết zin hết nha. Xe này không có cấn đụng ngập nước gì đâu nha. Và anh em nhìn này, cái tem đề can của nhà máy thấy chưa? Những cái lỗ tròn ở đây anh em đưa tay lên sờ mà thấy cái nước sơn nó còn nhám nhám thì là sơn zin nhé anh em. Đó, những cái xe cabo mà nó sơn trong sơn ngoài anh em đưa tay lên là nó bóng à ha, nó không nhám như sơn zin được nha. Đây, đây tem của nhà máy này. Đó, những cái đề can còn y nguyên hết nè. Những cái lỗ tròn anh em thấy rất là tròn, không có dấu hiệu nắng mớp gì ở đây cả nhé. Đây, và anh em nhìn ốc cabo này. Đó, thì cái này nó cũ theo năm tháng nha anh em, chứ còn ốc cabo là zin hết nhé. Rồi tương tự như vậy anh em có thể nhìn xuống phần khung xương bên này nha. Anh em đưa tay sờ nhám ha, đảm bảo là sơn zin nha. Và anh em nhìn phần khung xương đây, đó cái tem đề can này, những cái chi tiết nhỏ đây nha, ít ai để ý nhưng là đồ zin nha anh em. Đó, đây tem đề can của nhà máy này. Đó, những cái vị trí này là nó tiếp giáp cái phần cao su điện xuống này. Đó, và anh em nhìn có thể nhìn phần khung xương bên này thấy chưa, và anh em nhìn luôn phần này. Đó, rồi ở vị trí này gần thì anh em có thể quan sát phần động cơ. Phần động cơ thì bên Đạt mới cho spa lại ha. Lúc mà Đạt mua về thì cái tem chỗ đây nó còn, nhưng mà cái anh kỹ thuật ảnh dọn xe thì ảnh dùng cái máy ảnh xịt mạnh quá mất bẻ cái tem đó. Ok anh em, nhưng mà không sao, nhìn vào chất lượng động cơ này, anh em nhìn thẳng vào cái vị trí tay của Đạt ở đây, anh em nhìn sâu vào phía bên trong thấy không, máy rất là mới ha, còn sáng long lanh bảy màu. Những cái chấm sơn của nhà máy này anh em thấy không,
đó, những cái chấm sơn bảo hành của nhà máy đầy đủ hết nha anh em, cam kết là máy móc zin nha. Đối với những cái xe cao tiền như thế này thì anh em yên tâm nha. Đó thì về cái phần cản trước này, hoặc là về những cái mặt la răng ở trước này, tất cả mọi thứ đều rất là đẹp, rất là liền lạc nha anh em. Cái xe này á, chủ trước người ta nâng cấp lên xe mẹ cho nên là họ để lại cho đẹp đó. Và anh em thấy rất là đẹp nha, rất là đẹp đó. Xe này vừa mới được chủ xe thay cho anh em một cặp vỏ ha. Vỏ đằng sau thì vẫn còn vỏ zin, số seri zin, mà vỏ đằng trước thì cũng còn vỏ zin luôn. Tuy nhiên thì người ta muốn an toàn thì người ta thay, mới thay luôn. Anh em nhìn cái vỏ mới thay cách đây tuần lễ này, này thấy chưa, đó cái ta lông vỏ còn luôn nè anh em, số seri vỏ này 0320 này, đó vỏ xịn luôn nhá anh em. Đó một cặp vỏ không là gần 10 triệu rồi nhé anh em, đó rất là hợp lý đúng không. Còn về cái phần vỏ sau là vỏ zin cho nên anh em có thể hiểu được số km ứng với cái vỏ này là ok nhé anh em. Rồi tương tự như vậy, xin mời anh em kiểm tra keo chỉ nha. Đó keo chỉ là zin hết nha. Đó tương tự ở đây cũng vậy nè, ở đây cũng vậy. Xin mời anh em kiểm tra ốc cánh cửa phía sau, ốc thứ nhất, ốc thứ hai, ốc thứ ba, ốc thứ tư, kể cả anh em nhìn cái tem này nữa, thấy chưa. Và anh em nhìn cái chốt cửa đây, bảy màu đúng không anh em, bảy màu rất là đẹp nha. Đó nhìn từ xe thì mình thấy có cái ốp sườn xe ở đây mạ rơm rất đẹp, rất đẹp ha. Mấy cái option này vô nhiều tiền lắm nha anh em. Đây cũng vậy, xin mời anh em kiểm tra keo chỉ luôn nha. Keo chỉ, keo chỉ cam kết với anh em là zin đẹp hết nhé. Đó rồi đây, vỏ này zin theo xe 0815, đúng số seri vỏ nha anh em. Đó cái vỏ này anh em về đi vòng vòng khoảng chừng là 10 tới 20 ngàn cây nữa thì cũng thay được rồi ha. Xe 5 năm rồi nhưng mà quan trọng là nó vẫn còn cái vỏ zin để mà anh em hiểu là cái số km hoặc là cái cách người ta đi á là giữ gìn và đúng nha. Và anh em có thể nhìn phía sau rất là liền lạc ha, rất là liền lạc đó, rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cốp sau nhé. Đây anh em kiểm tra con ốc cốp sau, ốc thứ nhất này, ốc thứ hai, ốc thứ ba và ốc thứ tư. Hồi đó thì người ta có làm cái chấm sơn ở phía đằng sau này. Và tương tự như vậy anh em kiểm tra keo chỉ nha, keo chỉ, keo chỉ là zin hết nha anh em, keo chỉ zin hết, những cái tán cao su này còn đủ hết nha anh em. Đó đầy đủ hết, rất đẹp. Đó nói chung là Fortuner máy dầu mà 2015 mà nó còn liên lạc như thế này trên thị trường cũng hơi bị khó kiếm đó anh em. Đó trong khi đó xe vô rất nhiều đồ chơi rồi. Đời này thì 5 năm rồi, vỏ xi cua thì có lăn bánh rồi nhé anh em. Và cái gầm xe này, tại vì cái gầm xe nó sạch quá, tức là so với cái mức độ sử dụng là nó sạch cho nên là bên đẹp cũng không có vệ sinh. Đó, nhưng mà nhìn thì rồi thấy gầm rất là sạch. Cái vỏ xe này thì là zin nguyên bản nha, thì mình cũng không chia sẻ gì nữa nha. Đây, anh em có thể kiểm tra keo chỉ nhé. Keo chỉ đẹp đúng không anh em. Và tương tự ở đây cũng vậy, xin mời anh em kiểm tra keo chỉ nha. Xe này phải gọi một cái từ là đẹp long lanh anh em, đẹp lắm. Và ở đây cũng vậy nè, anh em có thể kiểm tra ốc cánh cửa phía sau, ốc thứ nhất này, ốc thứ hai, ốc thứ ba, ốc thứ tư. Và đây cái tem bên hông của nhà máy này, đây anh em, thì anh em thấy phía cái phần cánh cửa ở đây, cái phần chốt cửa ở đây cũng sơn, chốt cánh cửa ở đây cũng rất là mới, long lanh, long lánh bảy màu luôn, óng ánh luôn anh em. Đó rồi, rất là may và rất là tuyệt vời cho anh em nào mua cái xe này. Cái vỏ mới cứng luôn, mới ken sờ ben luôn anh em. Đó rồi thì Đạt vừa mới quay chi tiết cho anh em về chiếc Toyota Fortuner máy dầu đời 2015 nha. Đây cũng là những cái form cuối của cái form này, của cái mẫu này rồi. Thì anh em thấy không, chiếc xe rất là liền lạc, rất là đẹp. Và hiện tại bên Đạt đang rao bán với mức giá là 692 triệu đồng cho chiếc Toyota Fortuner phiên bản máy dầu
số sàn đời 2015 này nhé anh em. Bây giờ Đạt sẽ tiếp tục Đạt quay về phần nội thất để cho anh em có thể coi và cảm nhận là ngoài cái mức độ đẹp, cái mức độ sạch sẽ, chủ xe này còn trang bị rất là nhiều đồ chơi đắt tiền cho chiếc Fortuner 2015 này nhé. Nói chung đây là một chiếc xe mà Đạt dám nói với anh em là đẹp từ trong ra ngoài ha. Đẹp so với cái đời này và đẹp so với cái tầm tiền này đó. Anh em đừng có nghĩ là những cái xe này mà giá 690 mấy là anh em thấy cao, nhưng anh em nãy giờ anh em có thể xem những cái option trang bị quanh xe, hai cái vỏ thay mới rồi. Bây giờ này Đạt cho anh em thấy này, bộ ghế da này nha, ghế da xịn nha, cái màu rất là nhu ha, bộ ghế da xịn này, rồi màn hình Android này, rồi bọc la phong, rồi lót sàn, rồi tất cả mọi thứ rất là nhiều chi tiết, thì anh em nghĩ đi, rất nhiều tiền. Rồi bây giờ quay trở lại với cái việc kiểm chất lượng xe cũ ở phần nội thất đây, xin mời anh quay phim, quay kỹ cái phần này đó. Anh em có thể thấy này, cái chữ ô tô này không có mờ ha, và anh em nhìn cái lớp nỉ đây vẫn còn là lớp nỉ zin nha đó, anh em nhìn những cái phấn nỉ ở đây này chưa có dấu hiệu dơ bẩn hay là lủng hay mòn gì ở đây, kể cả những cái phần tắp bi ở trên này này, anh em thấy không, để anh em hiểu về chất lượng của chiếc xe này. Và đây nè, anh em nhìn kỹ lại đây, phần vô lăng, vô lăng này Đạt đã tháo cái bọc da ra rồi, nhưng mà ở cái vị trí ngược ngược này thì anh em cũng có thể thấy chất lượng của cái vô lăng, đúng không ạ? Thì tất nhiên những cái vị trí này nó sẽ mờ, nhưng mà mờ đúng theo năm tháng và mờ ở cái mức độ gọi là đúng số km và đúng đời nha anh em. Đó, và anh em nhìn những cái vị trí vô lăng ở đây, anh em thấy chưa? Đó, không có tróc. Đối với những cái vô lăng bọc da thì là nếu mà đi nhiều ở cái tầm đời này mà xe dịch vụ là tróc hết rồi. Rồi, mình với đề nổ máy cái xe lên, quay cái vô lăng lên. Đây anh em, đây là khu vực cần số ha. Rồi, anh em nhìn cái bao da này, đó đúng chất chưa ha, không quá mới, không quá cũ, đúng chất đúng ạ. Và cái điểm đắt giá nhất của chiếc xe này nè, anh em nhìn đây, màn hình Android nhá, màn hình Android xịn chưa đó, màn hình Android rất là nhạy nhé anh em. Đó, ở phía dưới này thì là cái mặt dựng theo cái màn hình này, chủ xe mới gắn luôn á còn chưa bóc luôn á anh em. Đó, thật là đẹp đúng không anh em. Và anh em nhìn lại bộ ghế da này, đẹp quá ghế da bọc cũng là da xịn đó anh em, da công nghiệp thôi, không phải da thiệt đâu. Nhưng mà nhìn cái màu này rất là hay luôn, nó phối giữa hai màu sáng và màu hơi tối xíu. Đó, rất là đẹp luôn, la phong thì được bọc rất là sạch sẽ ha. Đó, và anh em nhìn đi, ở đây thì cũng có những cái thảm nỉ của chủ xe sao, thì mình để y nguyên vậy để phục vụ anh em luôn. Anh em nhìn nhỉ, cái phần tắp bi ở những cái vị trí này nè, rất đẹp nha, rất đẹp luôn. Đó, để mình xem, đây cũng vậy, đây ok hết nha anh em. Anh em thấy không, rất là hợp lý đúng không anh em. Nói chung chiếc xe này là một chiếc xe nó đẹp không kém gì cái xe 2016 hôm bữa. Do đó thì nói chung mình cũng quay sơ sơ như vậy thôi, để anh em có thể nhìn trực quan, anh em thấy cái độ đẹp và cái mức độ sạch sẽ của một chiếc Fortuner, mặc dù đã qua 5 năm sử dụng nhưng cái chất lượng còn rất là tốt luôn. Và hiện tại chiếc xe này bên Đạt đang rao bán với mức giá là 692 triệu. Thì thông tin chi tiết anh em vui lòng liên hệ với Đạt, số điện thoại của Đạt là 0901 226669 nha. Bây giờ mình sẽ ra hàng ghế sau nha anh em. Rồi, cái đời này á thì ngồi lên xe thì rất là nhiều người thích nè, tại vì nó rộng anh em, cái trần nó cao ha, với lại mấy cái xe này nó thực dụng lắm, này ghế ngồi thoải mái lắm ha, rất là êm luôn, đã, nói chung là tuyệt vời ha. Chủ xe kỹ lắm, mấy cái chỗ mà bật lên xuống đây là lắp cái mạc rơm hết rồi. Đây thì máy dầu, đứng cạnh máy dầu này vẫn cái tiếng xè xè và đặc trưng của máy dầu anh em. Anh em nhìn tổng quan lại đi, đó rất là đẹp, rất là hợp lý đúng không anh em. Toyota Fortuner máy dầu đời 2015 với giá 692 triệu. Thì anh em nào đang quan tâm tới chiếc xe này thì điện cho Đạt nha, số điện thoại của Đạt là 0901 226669. Bây giờ Đạt sẽ chạy một vòng để chia sẻ cái cảm nhận với anh em nha. Chiếc xe này nha, chạy còn đã lắm, mới này Đạt chạy ra đây quay clip rồi. Bây giờ Đạt sẽ tiếp tục quay để chia sẻ với anh em. Ok anh em, bây giờ Đạt sẽ lái thử một vòng nhỏ nhỏ để chia sẻ với anh em về cái cảm nhận của chiếc Toyota Fortuner
máy dầu đời 2015 nhé anh em. Côn số còn nhẹ nhàng lắm anh em ơi. Đẻ. Nói chung là hợp lý. Ở cái tầm tiền dưới 700 triệu, 692 triệu. Còn bớt tí lọc lá chút đỉnh cho anh em nào thiện chí khi đến xem xe nha anh em. Xe thì anh em nhìn cái đồ chơi cũng như là cái chất lượng ngoại thất, nội thất thì anh em cũng hiểu rồi đúng không ạ? Tiền nào của đó nha anh em. Đó. Hợp lý anh em ơi. Hợp lý. Đây. Hai tay. Không có xỉa lái gì ở đây hết nha anh em. Đối với xe số sàn thì anh em cảm nhận một chút xíu về côn số. Còn đối với mấy cái xe Toyota mà máy dầu nồi đồng cối đá này thì anh em yên tâm đi. Chạy bao nhiêu năm nữa thì nó vẫn vậy thôi anh em. Wow, cái còi chủ xe cũng đã thay cái còi còi hơi, phải dạng còi sò á, không phải là còi hơi mới à. Thì anh em hiểu là cái người chủ trước họ cưng cái xe này như thế nào ha. Rất là nhiều những cái chi tiết đắt tiền được trang bị cho chiếc xe này. Nói chung là bên Đạt thì chuyên dòng Toyota rồi, cho nên là anh em cứ yên tâm nha, cũng không có vấn đề gì để mà anh em quá lo lắng đâu nha. Nhìn chất lượng xe thì mọi thứ Đạt quay trên clip rất là kỹ và rất là cẩn thận nha. Anh em cần thông tin gì thì cứ điện cho Đạt, số điện thoại của Đạt là 0901 22 66 69 nhé anh em. Nói về Fortuner máy dầu thì anh em chắc biết cái mệnh danh của nó rồi đúng không ạ? Siêu bền, siêu tiết kiệm và cũng siêu giữ giá. Trên thị trường mấy cái Fortuner mà cái tầm giá 600 mấy, 700 mấy thì nó hợp túi tiền rất nhiều người và nó rất là hiếm hàng luôn anh em. Lên là bên Đạt mua về là bán, mua về là bán mất liền. Cho nên là anh em nào đang quan tâm tới chiếc Toyota Fortuner đời 2015 phiên bản máy dầu số sàn, xe rất là đẹp như thế này thì liên hệ với Đạt nha. Số điện thoại của Đạt thì là trên màn hình đó anh em, 0901 22 66 69 nha. Rồi, cảm ơn em đã dành thời gian theo dõi clip của Đạt. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nha.